Xin chào quý vị và các bạn. 60 tuổi là tuổi mà người ta bắt đầu nghỉ hưu. Đối với những người đàn ông và hầu hết những người phụ nữ thì đã nghỉ hưu rồi. Ngay cả với quy định mới của nhà nước bây giờ ấy, thì những người 60 tuổi ấy, nếu còn làm việc ấy, thì họ cũng không còn làm việc suốt ngày với cường độ nặng nhọc nữa. Và thường ấy, thì bắt đầu ai đến 60 tuổi cũng quan tâm là mình sẽ sống như thế nào, mình sẽ gắn bó với cái gì, mình sẽ buông bỏ những cái gì để cuộc sống được hạnh phúc về sau cho đến tận những năm cuối của cuộc đời. Với những gì mà chúng tôi được biết qua những trải nghiệm thực tế thì có 3 nơi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là đừng đến thường xuyên nếu quý vị và các bạn muốn cuộc sống của mình được yên ổn và tốt đẹp. Nơi đầu tiên là gì ạ? Nơi đầu tiên là các buổi tụ họp lớp. Có thể là nhiều bạn nghe xong câu này thì sẽ rất là không đồng ý với tôi rằng là họp lớp thì tốt quá, vì sao lại phải không nên đến thường xuyên. Thế rồi thì ngoài họp lớp ra thì còn có hội cựu chiến binh, rồi thì hội đồng môn, rồi những người học các cái khóa ngoại khóa khác, vân vân. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là các cuộc tụ họp lớp thường xuyên đối với những người đã trên 60 tuổi thường là không tốt. Có một thực tế là như thế này ạ. Tất cả các bạn, các quý vị mà ngoài 60 rồi, thậm chí là ngoài 50 tuổi thôi, đều phải thấy rằng là trong người chúng ta ấy, ít nhiều đều có một loại bệnh. Có thể là nhẹ, có thể là không nhẹ nữa, nhưng ít nhiều đều có một loại bệnh. Người mà sức khỏe tốt thì răng lợi, rồi thì là huyết áp, vân vân. Đấy là những cái bệnh nó không nguy hiểm gì cả. Thế còn nặng hơn một chút thì có thể có là tiểu đường này, rồi thì huyết áp này, rồi mỡ trong máu này, vân vân, rất là nhiều. Thế và vào cái tuổi đó ấy, thì sức khỏe, giữ gìn sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Quý vị và các bạn đều biết rằng là khi mà chúng ta đứng tuổi rồi, 50, 55, 60 tuổi rồi thì anh em, bạn bè, rồi con cháu ấy, thậm chí gặp nhau đều chúc sức khỏe đấy thôi. Ít người chúc là anh còn kiếm được nhiều tiền, rồi xây được nhiều nhà mới, mua được nhiều xe mới nữa, mà lúc đấy sức khỏe là số 1. Thế thì các cuộc mà tụ họp lớp thường xuyên nói riêng, hoặc là những cuộc gặp gỡ bạn bè đồng môn, rồi cùng nghề nghiệp, rồi cựu chiến binh vân vân ấy, thì chúng ta phải thừa nhận một thực tế là hầu hết các cuộc gặp đều liên quan đến rượu bia. Không ít thì nhiều, nơi nào nhiều ấy thì ép nhau, thế rồi thì uống rượu rất nhiều, uống bia rất nhiều vào. Thế và chắc chắn rằng là hậu quả của nó ấy, thì không nói, chắc quý vị và các bạn cũng biết rằng là bệnh tình tăng lên. Thế rồi thì những cái nhẹ thì thành nặng, những cái chưa có thì thành có. Tôi có một trường hợp rất là cụ thể, tức là có một bác ấy thì năm nay 62 tuổi và gần như không có một cái cuộc gặp gỡ bè bạn tụ họp nào bác không đi hết. Thế và cứ đi ấy, thì con cháu họ kể với tôi, than phiền với tôi rằng là cứ tầm 9 rưỡi 10 giờ là bác bắt đầu bắt xe bay đi rồi. Thế và hôm nào sớm thì 2 giờ, 2 rưỡi chiều về, có hôm thì còn muộn hơn nữa, xong còn karaoke nữa, đủ kiểu. Thế và hôm nào về thì cũng rất là mệt mỏi. Thế và liên tục như thế thì một cái ngày nào đấy thì tự dưng đứng lên thấy hoa mắt. Thế và con cháu đi xét nghiệm thì thấy rằng là đã bắt đầu chớm vào tiểu đường type 2, rồi thì huyết áp cũng có vấn đề. Đến lúc đó ấy, thì gọi là gì ạ, phải cai những cái cuộc gặp gỡ đi ấy, thì thật là khổ sở. Và cai cả rượu bia vốn trước đấy đã cai rồi lại càng khổ sở hơn nữa. Chính vì thế mà gì ạ, tức là các cuộc tụ tập thường xuyên ấy là điều rất là không nên. Đặc biệt ấy là nếu như là bạn phải đi, như tôi chẳng hạn, thì có những cuộc gặp như thế này chắc chắn tôi đi. Ví dụ như là tôi có một cái hội cựu chiến binh, thế mà thường thì ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì đương nhiên ấy là tôi xuất hiện ở đấy. Thế và khi tham dự ấy thì tôi đều là nâng cốc cùng với anh em cho vui, nhưng mà uống rượu mạnh thì gần như chắc chắn là tôi không uống. Còn bia thì mình uống một chút ít cho nó vui, chứ còn mình cũng không nên khước từ tất cả. Bởi vì ngay cả rượu bia ấy thì các cụ xưa đều nói rằng là nếu anh uống chừng mực có điều độ thì nó hoàn toàn không phải là xấu.
Đấy là nơi thứ nhất không nên đến một cách thường xuyên. Nơi thứ hai là những sàn khiêu vũ cổ điển, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái bác hoạt động trong ngành văn hóa, văn nghệ và những bác có đầu óc lãng mạn, yêu âm nhạc, yêu thơ ca vân vân, hẳn là sẽ đôi chút hoài nghi khi tôi nói, nhưng tôi nói rằng là những cái sàn khiêu vũ cổ điển không phải là cái nơi mà mình nên đến thường xuyên. Tôi có một câu chuyện thực tế như thế này. Trong đám bạn bè của tôi thì có một bác gái. Bác ấy thì ngay từ khi còn học cấp 3 cùng chúng tôi thì bác đã rất là yêu ca nhạc, thơ ca rồi. Mà bác ham nhảy lắm, đi đâu cũng đi thôi, một cách rất là vô tư. Thế nhưng khổ cái là bác trai thì lại không vô tư như thế. Và những người bạn ấy thì có những người bạn của bác lớn tuổi như thế nhưng cũng không vô tư. Có nghĩa là người ta thấy bác nhiệt tình rồi thì là nhảy nhiếc rất là nhiệt tình, sexy mà gợi cảm thì ít nhiều người ta cũng lợi dụng, đụng chạm vân vân. Rồi thì cũng lại phát sinh một cái tình cảm gọi là bồ bịch thì cũng không đúng. Bạn trai bạn gái thì cũng chẳng ai bạn trai bạn gái gì vào cái tuổi đấy nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất ý, nó gây sự khó chịu và ức chế rất nhiều cho bác trai. Thế và tự dưng là gì ạ? Là con cháu ấy cũng phải chịu khổ khi mà hai bác nghĩa là không vui vẻ, không thuận hòa với nhau. Chưa kể là có đôi khi tham gia những cái sàn nhảy cổ điển thì bác ăn mặc nghĩa là trông nó rất là sexy, màu mè, hở hang, nó không còn phù hợp với cái lứa tuổi mình nữa. Thế và làm cho con cháu cũng than phiền, rồi thì hàng xóm cũng dị nghị. Tất nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý với quý vị và các bạn rằng mình sống là vì mình, vì con cháu mình và những người thân yêu của mình chứ không phải vì hàng xóm. Nhưng mà chúng ta đang ở trong một cộng đồng nhất định và chúng ta cũng phải hòa hợp với cái cộng đồng đấy. Chính vì thế mà nếu là người yêu những sàn khiêu vũ, thỉnh thoảng trong những cái dịp mà bạn có thể đến, ví dụ như là 1-2 tuần một lần hoặc là nhân một cái dịp nào đó thì hoàn toàn có thể. Nhưng mà đến thường xuyên, đến hàng ngày, đến hàng tối, đến với sự đam mê mà không thể rời bỏ được thì đấy là cảnh báo, chứ hoàn toàn không phải là niềm vui. Còn điểm thứ ba, và với tinh thần của một người đàn ông đã đứng tuổi như tôi ấy, thì tôi lại thấy điểm thứ ba này là quan trọng nhất. Đấy là bạn tuyệt đối không được dính vào những cái bẫy đa cấp, rồi thì mua bán thực phẩm chức năng, rồi mua phiếu nghỉ dưỡng dài hạn, rồi thì mua bảo hiểm đến năm 100 tuổi, không, đến năm 99 tuổi. Đúng không ạ? Vì sao tôi lại nói như thế? Có thể là một số bác khi xem video này hoặc là một số bạn sẽ không đồng tình với tôi. Nhưng mà tôi trước khi để nói điều đấy thì tôi phải khẳng định như này, chính tôi cũng có bảo hiểm nhân thọ. Và chính tôi ấy cũng rất hay thỉnh thoảng mua những cái voucher nghỉ dưỡng. Chứ tôi không khước từ cái đó và không tẩy chay cái đó. Nhưng mà tôi không bao giờ mua một cái gì đấy nó quá dài hạn, giống như những cái voucher nghỉ dưỡng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy là các bác than phiền trên các cái báo với những cái trang mạng điện tử. Ví dụ như là có một bác thì chia sẻ với chúng tôi ấy là đã mua một cái phiếu nghỉ dưỡng dài hạn mà có giá trị trong 20 năm mà trị giá của nó đến hơn 400 triệu. Thì tôi hoàn toàn không đồng ý cái này. Cha ông ta có một cái câu là trẻ trồng đa, già trồng chuối, đúng không ạ? Ý là những người già ngoài 60 tuổi rồi ấy, thì làm cái gì ấy, không thể nào mà dài hạn được nữa, mà cái quan trọng nhất là ngắn hạn thôi. Thế và không thể nào mà bạn mua những cái bảo hiểm mà đến tận năm 99 tuổi bị người ta lừa như thế. Tốt nhất là đừng dính vào cái đấy. Tốt thứ hai nữa là các cái sản phẩm chức năng rồi bán theo kiểu đa cấp, nếu mà các bạn muốn trải nghiệm thì chúng ta có thể thử. Nhưng mà để mà mua cái đó thường xuyên khối lượng lớn xong đi bán lại cho người khác, có một số bác thì lại có một cái mặc cảm rằng là khi mình già rồi không có làm được tiền nữa thì không muốn phiền toái đến con cháu, thành thử ra là có một cái sản phẩm này mình bán được cho người này người kia, mình kiếm một chút hoa hồng, mình không phải nhờ chúng nó là tốt nhất. Nhưng mà cái bẫy đấy nó sẽ sập xuống rất là nhanh. Thế thành thử ra là giống như tôi thôi, khi mà tôi muốn đi nghỉ dưỡng chẳng hạn như thế, muốn đi suối khoáng, mình cũng nhiều tuổi rồi, thế mà cái đấy nó rất là tốt cho xương khớp, thì tôi sẽ mua một cái voucher nghỉ một lần, hai lần, thế thôi, hết mình lại tiếp tục mua. Thế mà
không bao giờ mình bị một cái gì là mất tiền, mất sức nữa. Thành thử ra là mọi chuyện ấy là nó rất là êm ả. Thế và mình tiêu tiền nó phù hợp, tránh để cho cái chuyện khi mình nhiều tiền, mình nhiều tuổi rồi mà mình mất tiền thì con cháu nó cũng đau khổ theo mình nữa. Tổng hợp lại ấy, thì tôi muốn nhắc lại là một là những cuộc tụ họp lớp thường xuyên, hai là những sàn khiêu vũ cổ điển, ba là phiếu nghỉ dưỡng dài hạn, hợp đồng bảo hiểm 99 năm, vân vân. Đấy là những nơi mà các bác phải tránh xa nếu không muốn tiền mất tật mang, thêm bực vào người. Và hãy để cho cuộc sống từ những năm 60 tuổi trở đi được thanh thản và tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đến đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.